Alo chào anh em nha, hôm nay mình mới về được cái bình xăng con Yoshimura ID28, tháo xe kho bên Nhật về nha anh em. Tình trạng cái bình xăng con ID Yoshimura 28 này á là cực đẹp, lay new nha, như mới luôn nha anh em. Thì giá cái bình xăng con Yoshimura ID28 này mình bán có giá là 5,9 triệu nha anh em. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Thì tình trạng là cái bình này mình bao anh em là cực kỳ đẹp, long lanh như mới nha. Bỏ ra thì bao anh em là không xước không liếm, nói chung là anh em là chơi đồ zin này, nhìn cái bình xăng con mà còn cái chất như thế này thì tất nhiên là cái giá trị sản phẩm này nó còn rất là cao. Hầu như là theo mình đánh giá cái sản phẩm này còn khoảng 98% nha. Đó, nói chung là mình gọi là like new á. Anh em nào chơi hại máy nằm là cúp 67 đồ vô bên này là bao đỉnh, bao vip luôn. Đúng bình xăng con Yoshimura ID28 nha anh em, trái ra dẹp. Giá cho cái bình này mình bán là 5,9 triệu cho cái bình này. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332. Đó, bình cực đẹp, anh em nhìn cái màu da con tem. Không khác gì mà bình full box nha anh em. Anh em mua về lên xe canh xăng là thì can ti thì thầm. Cái dòng bình xăng con này là bình dòng kim ống 6 nha anh em, kim xăng ống 6 á. Có nghĩa là xăng nó sẽ đi vô ở tâm của cái kim xăng rồi xong nó sẽ phun ra hai bên, nó tự tự như ống 6 nên anh em hay gọi là bình xăng kim ống 6 là cái bình này nè. Đó. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Bình xăng con ID28 Yoshimura. Tình trạng lay new, giá là 5,9 triệu. Anh em có nhu cầu có liên hệ mình nha.